Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Tajaba.com. Và trong cái video này mình sẽ xin mở hộp trên tay và review cái sản phẩm đèn bắt muỗi của Điện Quang có mã là DVML03BG mà mình mua trên Sen Đỏ với giá là 129.000. Nhưng mà cái giá hiện tại mình tham khảo thì tầm khoảng 160 mấy tới 170.000 nha. Tùy theo sàn, mình sẽ để cái link tất cả các sàn, bạn vào đó nhận thức cái sàn nào rẻ thì mua nha. Thì quê mình là ở tỉnh của miền Tây, thì mình ở Bạc Liêu nên cái muỗi nó cũng nhiều, mình mua về thì cũng để sử dụng cho mục đích là bắt muỗi thôi. Như các bạn đã thấy, đặc điểm của sản phẩm là không phát ra cái tia cực tím và sóng gây hại cho người sử dụng, nên các bạn cũng yên tâm nha, nhà mình có trẻ thì cũng yên tâm. Thu hút và diệt muỗi hiệu quả, làm từ chất liệu bền cao cấp, chống bị oxy hóa nè. Thiết kế chắc chắn, nhỏ gọn, thuận tiện và rất an toàn, dễ dàng sử dụng và bảo quản. Cái hướng dẫn sử dụng và cảnh báo an toàn của cái sản phẩm này là bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát thôi, không vùng vật nhọn nè, kim loại, tay bị ướt vào cái lưới điện. Nếu mà bạn đưa vào cái lưới điện thì chắc chắn là các bạn sẽ bị giật á. Nhưng mà giật nhẹ thôi. Sản phẩm sử dụng nơi có muỗi, ẩn nấp để tận dụng tối đa công suất. Ví dụ bạn để ở gầm bàn nè, hay là gầm tủ, hay là gầm giường của các bạn, hay là ở trong kẹt chẳng hạn, thì ở nơi đó không có ánh sáng thì muỗi sẽ dễ bị tập trung hơn là đèn ở nơi có ánh sáng nhiều nha. Sử dụng đèn đúng mục đích, ghi trên bao bì, tránh xa tầm tay trẻ em. Điện của nó sử dụng là từ 200 đến 240V, công suất của đèn là 1W, tần số là 50Hz nha. Này, các bạn thấy cái hình ảnh mô tả không vậy? Diệt muỗi hiệu quả nè, lưới bảo vệ an toàn, móc treo tiện dụng. Đây là cái thông tin của Điện Quang. Ha, sản xuất thiết kế theo chuẩn của Điện Quang. Thì bên Điện Quang mình xin nói một chút với bạn nào, Điện Quang là một cái công ty sản xuất về điện và bóng đèn thuộc ở Việt Nam. Sản xuất cái sản phẩm của họ thì cũng rất là chất lượng. Khi mà các bạn sử dụng những cái sản phẩm của Điện Quang thì cũng phải yên tâm đi. Họ sản xuất rất là chất lượng và các bạn sử dụng rất là bền, nên không phải lo. Ở trên thị trường hiện tại thì cũng có những cái sản phẩm giống như vậy, mẫu mã y như vậy, nhưng mà là hàng của Trung Quốc. Thì các bạn cũng hạn chế sử dụng những cái sản phẩm đó, do những cái linh kiện họ sử dụng không được tốt. Thì các bạn sử dụng một thời gian thì nó dễ bị gây cháy nổ và các bạn sẽ bị bực bội lên và cảm thấy không tin tưởng vào những cái sản phẩm bắt muỗi như thế này nữa. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra nha. Đây, trong hộp thì sẽ có một cây đèn. Đó. Trong hộp thì sẽ có một cây đèn và có một cái tấm thiệp như thế này của bên Điện Quang. Đây, Facebook, Zalo. Giống như là một cái tấm thiệp cảm ơn á. Thì họ có kêu mình thích của họ và cái câu slogan của họ là không chỉ là ánh sáng. Như bạn thấy ma mị quá. Đây, trong hộp thì họ có tặng kèm cho các bạn một cái cây bàn chải như thế này đó, để các bạn khi mà các bạn sử dụng lâu dài á, muỗi hoặc là bù hông hay là những cái con côn trùng mà đóng vào đèn này nhiều á, thì các bạn có thể vệ sinh không ảnh hưởng đến da. Các bạn nhớ nha, khi mà đèn này dù có tắt đi nữa thì nó vẫn còn điện nha. Tại vì ở trong đây nó có một cái con trụ để hạ băng thồng tăng điện, giống như là nó sẽ kích cái điện lên để cho giật chết côn trùng. Thì đồng nghĩa với việc là khi mà các bạn rút điện ra thì điện nó vẫn còn lưu trữ lại trong cái cục đó. Mà khi mà các bạn tắt điện rồi và các bạn đụng vô đây nó vẫn giật một cái nha, giật một cái nó mới xả hết điện. Như vậy mà nếu mà các bạn muốn vệ sinh được á thì các bạn phải làm như thế nào? Khi mà các bạn mở ra thì các bạn phải sử dụng một cái cây nhọn mà bằng kim loại, các bạn chạm vào để cho nó xả điện hết. Các bạn hãy chạm vào ngay. Đây, như bạn đã thấy. Cái này thì mình đã bấm thử sử dụng thử khoảng mấy tiếng đồng hồ là hồi tối để cho cái hiệu quả nó như thế nào. Thì mình cũng đã sử dụng thử, mình thấy cái hiệu quả nó cũng rất là ok, bắt cũng được rất là nhiều muỗi. Nghe muỗi vào thì lưới điện sẽ giết muỗi. Và các bạn sẽ nghe những cái tiếng như là lập bập. Giống như là cây quạt muỗi thôi. Cái cơ chế hoạt động nó giống như là quạt muỗi bình thường các bạn sử dụng ở nhà thôi. Thì nó cũng sử dụng lưới điện, nhưng mà các bạn sử dụng cái quạt muỗi á, thì các bạn sẽ quạt trực tiếp vào muỗi để giết chết muỗi. Còn cái đèn này nó sẽ tiết ra một cái tia cực tím bằng cái bóng đèn này đây, bằng bóng đèn tia cực tím này đây, và nó sẽ thu hút cái muỗi lại. Khi mà côn trùng ở trong cái điều kiện thiếu ánh sáng á, thì cái tia cực tím sẽ làm thu hút của côn trùng, và côn trùng nó sẽ bay lại. Thì khi mà nó bay vô tới trong cái lưới điện đi, chưa tới cái bóng đèn, thì côn trùng sẽ bị giật chết. Nên các bạn cũng yên tâm mà sử dụng. Thì nếu mà nhà bạn nào có bé cũng vậy, thì để tránh tay bé ra. Nít mà hay khám phá thấy hay sáng sáng thì thường thường hay chọt tay vô. Nhưng mà trong đây thì nó hạ điện thế lại rồi, nên các bạn cũng yên tâm nha. Nó không có sử dụng luôn cái lưới điện 220 để diệt muỗi, mà nó sử dụng cái lưới điện tầm khoảng chừng nó kích điện lên. Cái điện này cũng rất là giống như cái quạt muỗi thôi, nó kích lên để diệt muỗi, khi muỗi bay vào thì nó sẽ giật chết.
cái công suất của nó 1W thì các bạn sử dụng nó có hao điện hay không. Thì 1W thì các bạn sử dụng 10.000 giờ mới lại 1kW điện nha. Bạn chú ý, nếu các bạn đốt cái đèn này liên tục 10.000 giờ nó chỉ đạt chỉ có 1kW điện thôi, nên các bạn sử dụng yên tâm. Các bạn nếu mà muốn tháo ra sửa chữa sản phẩm này á, thì các bạn sử dụng một thời gian, mà nếu mà lỡ hư rồi, còn trong cái thời gian bảo hành á, thì các bạn bảo hành. Nếu mà hết thời gian bảo hành á, thì các bạn, một là các bạn không biết sửa chữa thì các bạn cũng đừng nên sửa chữa. Tại vì trong đây nó sử dụng những công cụ với lưới điện, các bạn mà không biết thì các bạn sửa chữa thì chập tới chập lui thì nó sẽ gây ảnh hưởng cháy nổ nha, nên cũng phải hạn chế cái điều này. Sản phẩm này thì theo thông tin mình tìm hiểu được thì nó sẽ bảo hành cho các bạn nè. Để mình xem nè, theo thông tin của những cái sản phẩm của Điện Quang thì thường thường là bảo hành 12 tháng, nên các bạn cũng sử dụng yên tâm. Thì trong cái video này mình đã chia sẻ các bạn về cái đèn bắt muỗi của bên Điện Quang. Để các bạn nào quan tâm thì bấm cái phần link mô tả, thì mình cũng để cái link á, các bạn có thể bấm vào mua. Và các bạn cũng tránh mua những cái đèn bắt muỗi ở trên thị trường mà nó với cái giá rẻ mà các bạn sử dụng nó không hiệu quả, thì đó là do những cái hàng nó nhập về quá rẻ mà nó bán cho bạn cái giá nó hơi đắt, thì các bạn sử dụng nó không hiệu quả nha. Thì đèn bắt muỗi thì hiện tại nó có nhiều loại, có quạt nè, có quạt hút muỗi nè, có lưới điện nè, thậm chí có lưới điện cả quạt bóng đèn led, hay là bóng đèn tạo tím, bóng đèn kiểu này cũng có, bóng đèn led cũng có, nó nhiều loại lắm. Thì các bạn lựa chọn cho mình những cái loại nào nó cảm thấy phù hợp với gia đình mình nhất. Và nhớ là lựa đồ chính hãng nha, đừng có lựa những cái sản phẩm giá rẻ mà các bạn mua về tránh cái tiền mất tật mang, mua về sử dụng không được thì mình bỏ qua bên. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn lại các bạn trong những video lần sau. Nhớ bấm like, share và subscribe kênh tachiba.com của mình nha. Bye các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.